Các bạn thân mến, tất cả mọi thứ có thể trôi đi, nhưng chỉ còn tình yêu ở lại. Và dẫu rằng bụi mờ của thời gian có phủi lên tất cả những ký ức đã trôi qua, thì biết bao nhiêu những ký ức hào hùng của dân tộc Việt Nam mình vẫn còn đọng lại mãi ở trong chính trái tim của mỗi người dân. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại những ký ức của những năm tháng trường chinh gian khổ qua một thi phẩm vô cùng nổi tiếng của nhà thơ Phạm Tiến Duật đã từng được phổ nhạc. Đó chính là bài thơ mang tựa đề Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây. Chắc hẳn rằng là khi mà chị nhắc tới ở đây thì các bạn đã cảm thấy rất là quen thuộc rồi đúng không nào? Bởi vì bài thơ này thì đã từng được phổ nhạc bởi nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại bài thơ này thêm một lần nữa em nhé. Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn, hai đứa ở hai đầu xa thẳm. Đường xa trần mùa này đẹp lắm, Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây. Trường Sơn Tây anh đi, thương em bên ấy mưa nhiều, con đường gánh gạo, muỗi bay rừng già cho dài tay áo. Hết sau rồi em có lấy măng không? Anh lên xe trời đổ cơn mưa, cái gạt nước xua đi nỗi nhớ. Em xuống núi nắng về rực rỡ, cái nhành cây gạt mối riêng tư. Từ nơi em đưa sang bên nơi anh, những binh đoàn nối nhau ra tiền tuyến, như tình yêu nối dài vô tận. Đông Trường Sơn nhớ Tây Trường Sơn. Các bạn thân mến, có thể thấy rằng là lời của bài thơ này đã được vang lên ở trong rất là nhiều những cái sự kiện đã được vang lên. Đã được vang lên ở trong rất là nhiều những chương trình khác nhau. Và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn còn rất tự hào về những năm tháng đã đi qua trong lịch sử của dân tộc. Chị hy vọng rằng là ngày hôm nay với phần chia sẻ này của chị thì các bạn đã có thể có thêm những cái dữ liệu để khi mà chúng ta phân tích những bài thơ, những bài văn xuôi, những tác phẩm nghệ thuật trong thơ ca kháng chiến, thơ ca cách mạng thì các bạn có thể viết được một bài viết thật là hay các em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần video clip tiếp theo. Và cảm ơn các em vì đã theo dõi hết phần video clip này của chị. Đừng quên là chị Hiên đang có bộ tài liệu sổ tay văn học rất là hay dành cho các bạn muốn học văn, hay là khóa học VIP để chị có thể trở thành người đồng hành cùng với các bạn từ giờ cho đến lúc thi. Không có lý do gì mà không liên hệ ngay với chị các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần video clip tiếp theo. Hãy không ngừng để cho đầu óc, để cho bản thân mình có thể mở rộng kiến thức, và chị tin là chắc chắn các em sẽ giành được thành công ở trong cuộc sống của mình thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.